Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng dằn mặt phe Bà Dũng bằng bản án kịch khung cho Nguyễn Duy Linh. Một cựu quan chức cộng sản bị đề nghị mức án kịch khung, tức là án tử hình, là một điều chưa từng có trước đây. Bản chất của Đảng Cộng sản là bao che cho nhau, cho dù có đấu đá nhau thì họ cũng giành ghế là chính, còn hình phạt thì rất nhẹ, không tương xứng với những tội họ đã gây ra. Thực chất luật pháp của nhà nước này được làm ra là để trừng trị nhân dân, chứ không phải để trừng trị đảng viên Đảng Cộng sản. Vì vậy, các đảng viên Đảng Cộng sản không bị pháp luật kiểm soát mà chỉ bị điều lệ đảng kiểm soát. Tuy nhiên, không hiểu sao ông Nguyễn Duy Linh lại bị đề nghị mức án kịch khung với tội nhận hối lộ. Theo Bộ Công an, ông Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, có hành vi nhận hối lộ từ Phan Anh Vũ và đã bị đề nghị truy tố ở khung hình phạt có thể là chung thân hoặc tử hình. Tại cuộc họp báo chiều ngày 21 tháng 6, đại diện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra C01 Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án đưa nhận hối lộ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, cựu chủ tịch công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79. Và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 3 bị can có liên quan, bao gồm Phan Văn Anh Vũ về tội đưa hối lộ, Hối Hòa, tức là trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, về tội môi giới hối lộ, và Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, về tội nhận hối lộ theo khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự. Đây là hình ảnh khi Bộ Công an tuyên bố ông Nguyễn Duy Linh bị đề nghị mức án kịch khung. Với khung đề nghị này, ông Nguyễn Duy Linh bị cáo buộc nhận hối lộ trên 1 tỷ đồng và phải đối mặt với mức án 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Theo ông Vũ Quốc Thắng, cục phó cục C01, căn cứ quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Viện Kiểm sát tối cao, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án vào ngày 15 tháng 6. Cơ quan điều tra đã ban hành quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo của Việt Nam, để điều tra về tội nhận hối lộ. Cơ quan điều tra đã xác định và khám xét đối với ông Nguyễn Duy Linh để phục vụ điều tra. Vào ngày 20 tháng 6, cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra bổ sung chuyển sang Viện Kiểm sát tối cao và đề nghị truy tố 3 bị can nêu trên. Đây được cho là mức án bất thường, nói lên điều gì? Có hai yếu tố cho biết Nguyễn Duy Linh có liên quan đến thế lực của Nguyễn Tấn Dũng. Thứ nhất, Nguyễn Duy Linh là con trai của ông Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, mà tướng Hưởng là cánh tay mặt của Nguyễn Tấn Dũng. Thứ nhì, Nguyễn Duy Linh hoạt động trong ngành tình báo công an, một ngành được cho là chịu sự điều hành ngầm của ông Nguyễn Tấn Dũng. Với mức án đề nghị đến kịch khung, ông Trọng như muốn cho ông Dũng biết rằng chính ông muốn áp dụng mức án này là bởi quyền lực của ông, chứ không hẳn là bởi pháp luật. Qua đây cũng có thể thấy rằng trong hậu trường chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc đấu đá nó kịch tính và quyết liệt như thế nào. Tuy là đề nghị mức án kịch khung, nhưng phe của Nguyễn Tấn Dũng chưa chắc gì để Nguyễn Duy Linh phải chịu mức án đến như vậy. Khi Nguyễn Duy Linh bị đề nghị mức án ấy, hậu trường chính trị sẽ có nhiều cuộc ngã giá để giải cứu, chứ không hề đơn giản. Vụ án Nguyễn Duy Linh là vụ án mở rộng của vụ án Phan Văn Anh Vũ. Gốc của Phan Anh Vũ cũng là thượng tá công an tỉnh báo, tuy nhiên dây mờ rễ má của Phan Anh Vũ không dính sâu như Nguyễn Duy Linh. Nguyễn Duy Linh có cha là thượng tướng công an, từng là tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Hồi tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 2 bị can Phan Văn Anh Vũ về tội đưa hối lộ, Hối Hòa về tội môi giới hối lộ. Đây là hình ảnh cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 chịu trách nhiệm khai thác Nguyễn Duy Linh. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh về tội nhận hối lộ. Trong bản kết luận điều tra trước đó, các cơ quan tố tụng đã xác định từ hồi tháng 6 năm 2017, Phan Văn Anh Vũ bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm tiết lộ bí mật nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương trong cả nước.
Vũ đã nhờ Hòa, vốn là hành nghề phong thủy có quan hệ rộng, tiếp cận với một lãnh đạo tổng cục tình báo để nhờ giúp đỡ tìm hiểu thông tin. Sau đó, Hòa đã kết nối được với ông Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Theo cơ quan điều tra, trước ngày 23 tháng 8 năm 2018, sau khi bị bắt giam, Vũ Nhôm đã tự nguyện khai báo nhiều lần về việc thông qua tài xế riêng của mình đã chuyển 5 tỷ đồng cho Hòa và 4 lần chuyển quà cho trợ lý của ông Linh. Ngoài ra, Vũ Nhôm còn khai đã trực tiếp đưa 500.000 đô la cho Hòa để ông đưa cho ông Linh. Tuy nhiên sau đó, Vũ đã phủ nhận các lời khai trước đó rằng không đưa tiền mà chỉ đưa thuốc xì gà, nấm linh chi Hàn Quốc. Đối với ông Nguyễn Duy Linh, cơ quan điều tra đã xác định ban đầu ông Linh phủ nhận mối quan hệ với Vũ Nhôm. Tuy nhiên sau đó thừa nhận thông qua Hòa đã nói chuyện với Vũ Nhôm qua điện thoại và chỉ đạo thư ký đi nhận quà của Vũ Nhôm. Ông Linh cũng khai thư ký của ông chỉ nhận chai rượu, thuốc lá, xì gà của Vũ Nhôm, cũng không biết giá trị, nhãn hiệu hoặc nước sản xuất. Xem ra món quà nhận hối lộ cũng không có gì quá lớn, nhưng mức án thì kịch khung, không hiểu ý của ông Trọng trong vụ án này là như thế nào. Và dư luận lại đưa tiếp thông tin liệu ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn gài ai vào chồng trong vụ án này. Ông Nguyễn Văn Hưởng nắm rất nhiều bí mật của Nguyễn Tân Dũng, tuy nhiên không có cơ sở nào để bắt tướng Hưởng. Việc bắt Nguyễn Duy Linh được xem như là nước cờ cao của Nguyễn Phú Trọng. Ông muốn đánh động cho ông Nguyễn Văn Hưởng nóng lòng cứu con mà có thể mang những tin tức ra trao đổi để giảm án cho Nguyễn Duy Linh. Trong vụ án này, người ta cho rằng Nguyễn Duy Linh chỉ là con mồi mà Nguyễn Phú Trọng đem ra nhử Nguyễn Văn Hưởng. Ông Nguyễn Phú Trọng là một người làm chính trị lão luyện trong nền chính trị Việt Nam. Ông thừa biết những chiêu trò để không bắt mà buộc người ta phải khai ra. Đây là hình ảnh ông tướng Nguyễn Văn Hưởng. Trong vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra ban đầu cho rằng hành vi của Nguyễn Duy Linh có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng không đủ căn cứ để xem xét theo quy định. Do thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan điều tra có văn bản đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương xem xét xử lý nghiêm về mặt đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Duy Linh. Tuy nhiên, đề nghị này không được cấp đảng ủy cấp cao nhất của Bộ Công an đồng ý và việc bắt giữ Nguyễn Duy Linh đã diễn ra ngay sau đó. Những nghi vấn về động cơ bắt giữ Nguyễn Duy Linh đang được đặt ra. Vì sao vụ án nhận hối lộ của Đại tá Linh xảy ra từ năm 2017 và tới nay mới bị bắt? Theo dõi nhân thân của Đại tá Linh thì rõ. Theo giới thạo tin thì vụ bắt giữ lần này có liên quan đến việc đốt lò mà mục đích là đốt cho bằng được thanh củi gộc. Chuyện nội chiến vẫn tiếp tục nhiều năm qua, phe ông Dũng với nhiều gốc rễ Bộ Công an có vẻ không muốn đầu hàng, dù đã vỡ trận, nhất là sau khi viên công an đến từ Thanh Hóa Phạm Minh Chính được cho là từng nhận nhiều ân sủng của đồng chí X lại lên ngồi. Rồi sau đó, tướng Công an Tô Lâm cứ nhất mực ôm Bộ Công an, không chịu qua làm Phó Thủ tướng. Rồi đùng một cái, Giao Liên kiêm thầy bói Hồ Hiếu Hòa lại bị bắt vì đưa hối lộ cho nhà tình báo Vũ Nhôm. Hòa lại viết đơn tố cáo anh ta bị tướng về hưu Trần Văn Vệ ép cung, mà Trần Văn Vệ lại là thủ hạ đắc lực của ông chủ lò Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết thúc trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi vụ Hồ Hiếu Hòa được hối lộ cho Đại tá Linh được khui ra, có báo đưa lên tên thật, có báo lại rón rén viết tắt. Chuyện viết tắt tên, chuyện không công khai ép ông Vệ đưa cung cho chúng ta biết là lúc ấy chưa ngã ngũ, Đại tá Linh và bố già Hưởng vẫn còn chống cự. Điều đó cho thấy có vẻ như mọi chuyện vẫn còn đang căng như dây đàn, mặc dù cuộc phản công của phe đồng chí X lại thất bại. Tuy nhiên, nếu sự an toàn của Nguyễn Tân Dũng không đảm bảo, ông sẵn sàng dùng dê để tế thần thoát thần. Và ngoài con dê Nguyễn Duy Linh thì còn có thể còn rất nhiều những con dê khác nữa. Chúng ta sẽ được chứng kiến những màn đấu ngoạn mục trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 25 tháng 6 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng dằn mặt phe Ba Dũng bằng bản án kịch khung cho Nguyễn Duy Linh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.